Chào mừng các bạn đã đến với lớp học MyGym tại nhà. Hôm nay chúng rất là vui khi thấy các bạn đang xem chương trình đấy. Các bạn có biết tên của chúng là gì không? Mình nghĩ là các bạn sẽ chưa biết tên của chúng mình đâu. Vậy tại vì hôm nay là buổi học đầu tiên mà, phải không chú Harry? Đúng rồi. Tên của chú là Harry Monkey. Harry Monkey. Tại vì chú leo trèo và nhào lộn rất là giỏi, giống như một chú khỉ vậy. Thế còn cô thì sao? Cô tên là Ruby Kitty. Ruby Kitty. Ruby rất là nhanh nhẹn giống như một chú mèo ấy. Hôm nay chú Harry và cô Ruby sẽ hướng dẫn chúng mình làm các bài tập vận động và chơi rất là nhiều trò chơi thú vị nữa. Dear parents, this is Mighty Mike's and Whiskey's class for the children from 3.5 to 6 years old. This class includes game and activities. Dạ thưa bố mẹ, đây là lớp Mighty Mike và lớp Whiskey dành cho các bạn từ 3 tuổi rưỡi đến 6 tuổi ạ. Before we start the class, we need a soft pillow and a plastic bowl. Dạ vâng ạ. Trước khi bắt đầu lớp học, bố mẹ hãy giúp các con chuẩn bị một chiếc bát nhựa ạ và một chiếc gối mềm nữa ạ để các bé sẽ làm các động tác cùng với thầy cô ạ. Yes, are you ready? Yes. Let's start by clapping and sing hi hi song. Do my gym warm up, teacher Ruby. Wow! Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần khởi động rồi các bạn ơi. Cô Ruby đang rất là háo hức. Phần khởi động này sẽ giúp cơ thể chúng ta sẵn sàng để vào các bài tập tiếp theo đấy. That's right. Now, are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's stand up. Chúng mình cùng đứng dậy nào. And here we go. Let's roll your arms. Xoay xanh nào các bạn ơi. Can you go faster? Nhanh hơn nào. Good, good, good. How about one arm at a time? Chúng mình sẽ xoay một tay thôi. Good. And the other arm. Nắm tay khác nào. Good. Faster. Wow. Faster. Good. Oh, it's so hot. Let's go swimming. Chúng mình cùng đi bơi nào. Swimming. Swimming. Follow me, Ruby. Okay. Go faster. Bơi nhanh hơn nào. Oh, I see a baby shark. Wow, shark. Baby shark, Ruby. Oh, don't worry. Oh, just baby shark, right? Yeah. Yes. And do baby shark, baby shark, baby shark. Oh no, 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 no. Chúng ta đang khởi động mà. Just now, put your hands on the knees. Hai tay chống vào hông này. And roll your knees. Chúng ta sẽ xoay hông. Good. Now, other way. Xoay theo hướng ngược lại nhé các bạn nhé. Can you go faster? Go again. Một lần nữa nè. Yes, that's fine. And stop. Now, put hands hit. And make a rainbow. Chúng ta sẽ làm cầu vồng nào. Good job. And switch other side. Một tay các bạn ạ. And again. Một lần nữa nha. Yes, good job. Wow. And stop. Now, can you show me big tummy? And big tummy. Let's sit down. Okay, chúng mình ngồi xuống các bạn ơi. Sit down and bring your feet together. Chúng mình chụm chân vào nhau nè. That's right. Good. Now bow your knees. Đưa gối lên và xuống các bạn nha. Good job. I smell something not so good. Good, good. Wash your toes. Let's try again. Put your nose down. Okay, yay. Let's make a
thầy Phúc. Mấy con làm một cái ban nào. Strong arm behind. Mấy khỏe thì mình chống phía sau nhá. Put your legs in front. And chân lên bring your legs bottom up. Và nhấc mông lên nào. In go down. In go down. Rabbit!
No, not cat. Vẫn không phải là con mèo các bạn ạ. Các bạn đã đoán ra con gì chưa? Quẹt. Do jumping like the frog. Bây giờ chúng mình sẽ nhảy giống bạn ếch nhá. Ok nào. Put your feet apart. Put your hands đặt down. Hai chân này. Đặt hai tay xuống giữa hai chân các bạn nhá. Put your hands down. Ready? Yes. And two. Three, let's jump up. Rabbit. Rabbit. Ready? Yes. And two, three, jump up. Rabbit. Again. One, two, three. Rabbit. Rabbit. You're jumping so high, Ruby. Ruby nhảy cao quá các bạn. This time we jump higher. Ok, chúng mình cùng nhảy thật là cao nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. You should be so high. Một lần cuối thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Now you really good at guessing, right? And now the last animal. Con vật cuối cùng này các bạn ơi. This animal loves carrots. Gì mà rất là thích cà rốt nhỉ các bạn nhỏ? What? Cùng nhìn chú Harry nhá. Hãy nhìn mình trước này. Con vật này rất là dễ. Các bạn ạ, các bạn đoán ra chưa? Cô Rì đoán ra rồi đấy, chú Harry ạ. What animal? Bạn thỏ. The bunnies. Yeah, hi bunny. So good. Vì rất là giỏi về việc đoán cái con vật nha. Yes. And now my friends, we're gonna do jumping like the bunnies together. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng mình cùng học nhảy giống bạn thỏ nào. Ruby, keep feet together. Chúng mình chuộng hai chân vào nhau nhá. Keep your feet together. We have some fun. Hai tay ra phía trước này. And we're gonna jump high. Jump. Can chúng mình say... nhớ là nói poi nhá. Let's say poi, right? Let's say poi. 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 Hello friends. Chú Harry ơi. Yes. Chú Harry đang làm gì đấy? I'm walking like a penguin. Wow, các bạn ơi, chú Harry đang bước đi giống như một chú chim cánh cụt. Yes. Chú Harry so ơi. Fun. Chú Harry có thể dạy cho cô Ruby và các bạn nhỏ được không? Oh, of course, Ruby. Let's stay here. Okay. Now, let's keep our feet together. Chúng mình chuộng chân vào nhau nhé các bạn nhá. Yes. Now, put your hands by the side. Sau đó chúng mình đặt hai tay sang hai bên này. And then you curl the toes up. Tiếp theo chúng mình sẽ nhấc đầu ngón chân lên nhé các bạn nhá. Chúng mình chỉ đứng bằng gót chân thôi. Good job, Ruby. Oh, you can do it, right? Yes. Now follow me, Ruby. Cô Ruby làm được rồi đấy. Chúng mình đã làm được chưa? Yes. Let's go together. Okay, chúng mình cùng đi theo chú Harry và cô Ruby nhé. This way. Let's follow me.
on your head. Đặt lên đầu. Look at this, I have silly hat. You can spin around with me. Xoay tròn trên đầu á? Yes. Spin around. Your glasses? Yeah. That's okay, let's try again. On your head. Be careful, be careful, Ruby. Be careful, okay. Your glasses. Okay, thank you. Okay, let's try it. Một keep lần it balanced. Okay, giữ thăng bằng nào. So silly, right? Now we play peek-a-boo. Chúng mình cùng chơi ố à nè. Let's play peek-a-boo. Chúng mình che mặt nhá. Cover your face. Peek-a-boo. Chill, Ruby. I'm Harry, don't be scared. Chú Harry đừng vạ cho Ruby nữa. Let's try again. On your face. Peek-a-boo. You make me scared. Are you scared? Không, Ruby không sợ đâu. Okay, let's try last time. Lần cuối nào. You make me scared of me. So silly, right? Now, let's make happy face. Chúng mình cùng làm một mặt vui vẻ nhá. Happy face. One, two, three. So silly. Now, we make sad face. Mặt buồn á. Sad face, let's make sad face. Cùng chúng mình cùng làm mặt buồn nè. One, two, three. I'm so sad today. Don't cry, don't cry. Oh, we need to be happy. Happy. Yes. This time we make angry face. Khuôn mặt tức giận nhau. Angry face, okay? One, two, three. I'm so angry today. I'm so hungry and angry, right? Hungry? Yes. Hungry thì đói á. And angry. Vừa đói vừa tức giận các bạn ạ. No, I'm happy, Harry. Yeah. Yes. Oh, this is a phone, Ruby. Chiếc điện thoại đấy. Yes, put it on your ear. Oh, hello, Ruby. Hello. Hello, Harry. Yes, you want some pizza? Wow. You like love pizza? You like pizza? Yeah, Ruby rất là thích pizza đấy các bạn okay. ạ. Okay. Today I will bring you some pizzas, okay? Thank you. Yay. Chiếc pizza này chắc là rất là ngon đấy. Bye bye. Bye bye, bye bye Harry. Đặt pizza nhá. Do you want some milk? Ruby chắc là cũng là rất thích sữa nữa đấy. Okay, let's pour some milk in. Okay. Đổ ra sữa, đổ sữa ra cốc rồi các bạn ơi. Okay, say cheer. Chúng mình cùng chụp cốc nhá. Say cheer. So delicious, right? Rất là ngon các bạn ạ. So yummy. Okay, say cheers. Cheers. Cheer. Oh, it's night time. It's time for us to go to sleep, Ruby. Trời tối rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng mình phải đi ngủ rồi. Let's pretend this is a pillow. Đây là chiếc, đây là một chiếc gối đấy. Let's go to sleep. Okay. Trời vẫn tối các bạn ơi. Các bạn ơi, chú Harry ngủ quên mất rồi. Bây giờ chúng mình cùng gọi chú Harry dậy nhá. Chúng mình cùng làm theo cô Ruby nè. Chú Harry ơi, dậy đi. Chú Harry ơi, chúng ta tập thể dục rồi. Sorry Ruby, I sleep up. Chú Harry ơi, hôm nay chúng ta cùng tập bài gì nhỉ? Oh, we are doing headstand today. Wow, chúng ta cùng tập trồng cây chuối đằng đầu đấy các bạn ạ. Yes, because it's good for ups and down motion and blood circulation. Bài tập trồng cây chuối này sẽ giúp chúng ta làm quen với động tác vận ngược và giúp cho tuần hoàn máu của chúng mình nữa đấy. Yes, for this part, let's ask parent help. Bài tập này, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của bố mẹ đấy các bạn ạ. And don't forget the short pillow. Chiếc gối của chúng mình đâu rồi? Now, let's watch the baby. Chúng mình cùng nhìn chú Harry tập với em bé trước nhá. Alright parents, now let's sit on your knees. Have a try stand in front. Vâng ạ, bố mẹ hãy ngồi bằng gối của mình ạ. Và đặt bé đứng trước mặt bố mẹ ạ. Right, his hands down on the floor and head down on the soft pillow. Các bạn ơi, chúng mình cùng đặt đầu xuống chiếc gối mềm này. Và hai tay của chúng mình chống dưới sàn nhá. Two hands, parents hold hips
của bố mẹ thì sẽ giữ lấy hông của bé. And then lift him up. Và bố mẹ hãy nhấc chân bé lên ạ. Ta-da! 1, 2, 3 and go down. Và bé sướng ạ. And no pressure on his neck. Vâng ạ, bố mẹ chú ý rằng khi mình làm động tác này ấy, thì không được để áp lực đè lên cổ của bé ạ. Yes, Ruby, you want to try? Yes. Let's watch Ruby. Muốn làm thử đấy các bạn ạ. Ruby, okay ạ. Put hands down here. Đầu tiên này chúng mình cũng đặt tay xuống dưới sàn nhá. And put your head down. Đặt đầu xuống chiếc gối mềm này. Yes, can you kick your feet up? Bây giờ cô Ruby sẽ đá chân lên này. Wow, Ruby so good. 1, 2, 3, 4, 5 Then go down. Good job, Ruby. Hey, let's try one more time. Ruby muốn thử lại một lần nữa. One more time. Now, mình nhìn thật là kỹ nhá. Let's follow Ruby. Put hands down. Hai tay xuống sàn này. And head down on the short pillow. Đầu xuống chiếc gối mềm nhá. Yes. Đá chân lên. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 Then we go down. So good, Ruby. Thank you. Oh, remember, this exercise is good for our upside down motion and muscle circulation. We need to practice every day. Vâng, bố mẹ ạ, bài tập này thì rất là tốt cho tuần hoàn báo của các con ạ và giúp các con làm quen với động tác lộn ngược. Các bạn ơi, chúng mình hãy tập bài tập này nhiều hơn ở nhà cùng với bố mẹ của mình nha. Yes, see you. Hello, Ruby. It's game time. Wow, yeah. Today we gonna play color game. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ chơi trò chơi màu sắc đấy. Yes, when I say one color, you have to listen carefully. Go and find the color I say. Các bạn ơi, khi chú Harry nói tên một màu sắc này, chúng mình phải lắng nghe thật là kỹ. Sau đó đi tìm màu sắc đó và chạm tay vào nhá. That's why we high five. Hey, Ruby đang rất là hứng thú với chú. Yes, are you really good at colors? Yes. Ruby rất là giỏi luôn. Okay. Now, are you ready? Ruby, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ruby sẵn sàng rồi. Okay. Let's go and find red. Màu đỏ nào. Ta-da. Yeah. Rất là dễ. Yes, red over here. Good job. How to find the color? Yes, right. Ruby tin các bạn đã tìm được rồi. Now, next color. Màu tiếp theo này. Can you go and find blue? Màu xanh nước biển. Yes, blue. Where is blue? Can you go and find blue? Wow! Oh, we are so good! High five! And now, one more color. Listen. Một màu nữa nè. Can you go and find green? Chúng mình cùng tìm màu xanh lá cây nào. Yes, green. Where's green? Where is green? Yeah! You're so good, Ruby! The ball is green! Ah, be careful! Put it back! And now, one more color. Một màu sắc nữa nào. Yes. Can you go and find orange? Orange! Màu cam phải không, Ruby? Yes! Where's yellow, Ruby? Here! Oh, that is yellow! Hi, Ruby! Yes, so good today! Yes, so good!
thì my friends really good at color too. Cô Ruby cũng thế, cô Ruby nghĩ là các bạn đã tìm được hết các màu sắc rồi đấy. That's good game. Yeah. So we're gonna play this game at home with our parents, right? Các bạn ơi, chúng mình cùng chơi trò chơi, chơi này ở nhà với bố mẹ của chúng mình nhé. Okay, Ruby, hi bạn. Yeah. Hi everyone. Hi. Wow, chú Harry ơi, đây có phải chú chim cánh cụt không? Yes, this is a penguin. Các bạn ơi, chú chim cánh cụt này thật là đáng yêu. Harry ơi, cô Ruby và các bạn đang rất là tò mò đấy. Oh, don't worry. Today we can hear a story about the penguin. Các bạn ơi, chúng mình cùng đứng lên và nghe câu chuyện nhá. Now we stand up. Have you ever seen a penguin? A penguin, a penguin. Have you ever seen a penguin swim this way and that? Swim this way and that way and this way and that way. Have you ever seen a penguin swim this way and that? No. No? Okay, now the penguin will slide. Okay, slide. Can you stay here? Okay. This way? Yes. Have you ever seen a penguin? A penguin, a penguin. Have you ever seen a penguin fly this way and that? Fly this way and this way and that way and this way. Have you ever seen a penguin fly this way and that? Yes! Nó thật là đáng yêu chứ Harry ạ. Yes, so cute, right? Các bạn ơi, hôm nay chúng mình đã được nhìn thấy chú chim cánh cụt rồi đấy. Oh, and it's time to say goodbye to the penguin because he's sleepy now. Ôi, chú chim cánh cụt đã buồn ngủ rồi các bạn ạ. Thì bây giờ chúng mình phải chào tạm biệt rồi. Và say bye bye. Bye bye. See you. Hẹn gặp lại nha. Thank you for watching and see you in next class. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chúng mình ở lớp học tiếp theo nhé. It's time for us to sing goodbye song. Và chúng mình cùng hát bài hát tạm biệt nào. Yeah.